Xin chào các thầy và các bạn. Người ta nói rằng là mọi người đều có thể sống tới 120 tuổi. Vậy các thầy và các bạn có tin không? Riêng tôi thì tôi tin, bởi vì căn cứ vào sức khỏe bản thân tôi, vào năm nay tôi cũng gần 80. Như vậy là còn 40 năm nữa thì mới được 120 tuổi. Nhưng bản thân tôi bây giờ tôi thấy là mình, nếu như mình cứ giữ sinh hoạt một cách là khoa học và theo đúng như là hướng dẫn tập khí công như trong bài này, nhưng mà video này mà tôi sẽ chia sẻ đấy, thì tôi nghĩ rằng là tôi vẫn có thể là sống được tới 120 tuổi. Những kiến thức trong video này sẽ giúp cho tôi cũng như tất cả các thầy và các bạn sống một cuộc sống đầy sức sống tới tuổi 120. Nếu chúng ta biết sống phù hợp với các quy luật của tự nhiên và giữ gìn một chế độ vệ sinh và ăn uống đúng mức, con người chết dần do những thói quen không kìm hãm được trong ăn uống. Điều này khiến đa phần chúng ta không sống được đến một nửa thời hạn tự nhiên cho phép, tức là không sống được tới 60 tuổi. Đấy. Đa phần là trong chúng ta là không sống được tới 60 tuổi. Bản năng của các động vật hoang dã cho phép chúng cảm thấy nên sống và nên ăn uống những gì. Khi chúng ốm hoặc bị thương, chúng thường nhịn ăn và rất mau lành bệnh. Còn con người chúng ta thì ngược lại, càng ốm, càng bệnh thì càng bị nhồi các món ăn khó tiêu hóa, uống các loại nước đầy chất độc cũng như các loại thuốc đầy chất độc, và sau đó thì ngạc nhiên, ồ, tại sao ta không sống đến 100 tuổi nhỉ? Hãy tin tưởng vào thiên nhiên, đơn giản chỉ bằng việc đứng về phía thiên nhiên và làm theo những quy luật của nó mà thôi. Một kiểu sống phù hợp với thiên nhiên cho phép ta có những khả năng để đạt đến sự hoàn thiện các giá trị về thể chất, về trí lực và về tinh thần. Không có con đường ngắn để đi đến sức khỏe. Thiên nhiên cần chúng ta thực hiện một phần công việc của nó. Khi chúng ta nhịn ăn là chúng ta đã hoàn thành một phần công việc của mình đấy. Đấy, trong video trước chúng tôi đã nói về cái lợi ích của việc nhịn ăn. Thế còn chế độ nhịn ăn thì có rất nhiều chế độ khác nhau. Thì chúng ta xin mời tất cả các thầy và các bạn là xem video đó. Thiên nhiên không bao giờ thể hiện điều kỳ diệu của mình khi chính chúng ta chưa mong muốn làm cho cuộc đời của mình và các thói quen của mình phù hợp với thiên nhiên. Chúng ta ai cũng biết là một vị lương y nổi tiếng của Việt Nam chúng ta là Hải Thượng Lãn Ông. Thì chính Hải Thượng Lãn Ông trước đây
đã cho chúng ta một lời khuyên như thế này: muốn cho ngũ tạng được yên, bớt ăn mấy miếng nhịn thèm hơn đau. Đó, thà nhịn thèm một chút còn hơn là đau bệnh. Vì khi mà nghĩ tạng ngũ tạng mà không bị bệnh rồi thì tốt nhất là nên phải bớt ăn một đi một mấy miếng đi, nhịn thèm một chút đi, chứ đừng có mà cố ăn, cố là nhồi nhét vào những cái thức ăn rất khó tiêu, rất độc hại, thì lại càng làm cho ngũ tạng của chúng ta bệnh thêm. Bằng phương pháp nhịn ăn định kỳ để làm sạch cơ thể và sử dụng các thức ăn của tự nhiên cùng với các thói quen tự nhiên khác, bất cứ người nào cũng có thể làm cho cuộc đời của mình trở nên khỏe mạnh. Sự tự làm sạch đó là một chức năng sinh lý từ bên trong mà chỉ có cơ thể mới có thể thực hiện được, chứ thuốc không thể giúp được. Còn khi chúng ta nhịn ăn là chúng ta giúp cho công việc này tiến triển một cách hiệu quả hơn đấy. Hãy làm theo thiên nhiên, nó sẽ không bao giờ phản bội lại chúng ta đâu. Sự thần kỳ của việc nhịn ăn tôi đã giới thiệu trong một video trước đây. Video này tôi tập trung giới thiệu những vị bác sĩ của thiên nhiên giúp chúng ta bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của mình. Có tất cả là 9 vị bác sĩ của thiên nhiên luôn sẵn sàng giúp chúng ta đạt được tình trạng sức khỏe tốt. Các vị bác sĩ này không bao giờ làm hại các bệnh nhân của mình, mặc dù các bệnh nhân không hiểu hết các lợi ích và thường không đếm xỉa gì đến các vị bác sĩ này. Nhưng các vị bác sĩ này luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người chúng ta đấy. Kiến thức của những vị bác sĩ này luôn mở rộng đối với tất cả, già, trẻ, giàu, nghèo. Họ không làm phẫu thuật, cũng không cho chúng ta uống thuốc. Tất cả chúng ta đều quen biết với những vị bác sĩ này đấy. Các thầy và các bạn có thấy lạ không? Nhưng tôi muốn các bạn, các thầy và các bạn hãy thường xuyên đến với các vị bác sĩ này hơn nữa. Họ sẽ giúp chúng ta có được sức khỏe, sống lâu và một trạng thái dễ chịu đặc biệt. Đó là sự trẻ trung vĩnh cửu. Bây giờ đi vào cụ thể, tôi xin giới thiệu đầu tiên vị bác sĩ lỗi lạc nhất, người chữa bệnh vĩ đại nhất và mạnh mẽ nhất, người mang đến sự sống cho mọi loài trên trái đất, không những cho người mà cho tất cả các loài vật, cả động, cả thực vật, động vật đều. Những bác sĩ này đều là cho chữa hết, đều giúp chúng, đều giúp chúng sống lâu hết. Đó là bác sĩ nào nhỉ? Bác sĩ ánh nắng mặt trời. Mỗi một lá cỏ, mỗi một cành cây, mỗi đóa hoa, mỗi một cái quả và rau xanh đều nhận được sức sống
từ năng lượng mặt trời. Trái đất của chúng ta đó là một hành tinh không có sự sống nếu như không được chiếu sáng bởi các tia mặt trời màu nhiệm. Nhưng mặt trời không chỉ cho chúng ta ánh sáng, nó còn cho chúng ta năng lượng của nó. Con người nhận năng lượng mặt trời làm năng lượng của mình thông qua nhiều cách trực tiếp và gián tiếp. Đồ ăn là một cách gián tiếp. Con người có thể lấy lại sức khỏe của mình và kéo dài cuộc sống của mình dưới ánh sáng kỳ diệu của mặt trời. Rất nhiều bệnh đã tấn công chúng ta chỉ vì chúng ta rất ít ra ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời là một công cụ cực hữu hiệu trong việc chống lại nhiều loại vi khuẩn. Và da chúng ta càng thấm nhiều ánh nắng mặt trời thì chúng ta càng dự trữ được nhiều năng lượng để chống lại các sự nhiễm khuẩn. Hãy bắt đầu tắm nắng trong một thời gian ngắn rồi tăng dần lên. Tốt nhất là vào buổi sáng sớm. Ánh nắng khi ấy rất tốt và ban đầu không nên quá 5 đến 10 phút. Việc chuyển sang các món ăn rau tươi cũng phải dần dần để tập cho cơ thể thích nghi từ đồ ăn nấu chín sang đồ ăn tươi sống, rau củ quả đấy. Nếu không thì sẽ bị những phản ứng khó chịu. Vị bác sĩ thứ hai là không khí trong lành. Thở chính là việc cơ thể ăn một loại thức ăn vô cùng quan trọng, nhưng không nhìn thấy được. Nếu thiếu thứ thức ăn đó, ta không thể sống quá 5 phút đồng hồ. Chúng ta lấy oxy từ không khí để nuôi sống từng tế bào của cơ thể chúng ta. Oxy giúp lấy đi khí carbonic đầy độc chất chết người, bởi vì trong quá trình sống chúng ta tạo ra các chất độc. Các chất độc này được máu thu lại, và khi máu mang chúng đến phổi thì chúng sẽ được giải phóng ra khỏi máu và thay bằng oxy mới. Nếu như con người không nhận đủ oxy thì tức là đã tự thúc tiến quá trình đầu độc chính mình bằng carbonic và các chất độc khác mà chính anh ta tạo ra bên trong cơ thể. Đây là nguyên nhân của nhiều căn bệnh nguy hiểm. Oxy không chỉ làm sạch cơ thể mà còn là một nguồn năng lượng vĩ đại cần thiết của cơ thể. Chúng ta có thể sống 30 ngày không cần ăn, nhưng sẽ chết ngay trong 5 phút nếu thiếu không khí. Những người càng thở sâu thì lượng oxy càng được hấp thụ nhiều hơn và giúp họ sống lâu hơn. Điều này cũng được quan sát một cách dễ dàng qua các loài động vật. Những loài gặm nhấm thường thở rất nhanh, nông và đời sống của chúng rất ngắn. Những loài hít thở thật chậm rãi và sâu như loài rùa đấy, thì sống tới 300 năm. Những người thực hành yoga, khí công đều dành nhiều thời gian cho việc
luyện hít thở và thường họ có sức khỏe rất tốt, dẻo dai, trẻ lâu, đặc biệt là những cư sĩ ẩn cư những nơi hoang dã. Vị bác sĩ thứ ba đó là nước sạch. Nước sạch là một vị bác sĩ tận tâm và là một người bạn vĩ đại. Tôi nói về nước ở đây, ý tôi là nước cất, thứ nước tinh khiết không lẫn tạp chất. Nước chiếm 70% cơ thể và nhiệm vụ của bạn là phải đảm bảo tỷ lệ đó. Khi bạn ăn rau, củ, hoa quả là một cách để bổ sung nước cất cho cơ thể đấy. Và đặc biệt, bơi là một trong những bài tập liên quan tới nước tốt nhất cho cơ thể chúng ta. Nước còn quan trọng hơn cả thức ăn. Chúng ta có thể sống tốt nếu thiếu thức ăn trong vài tuần. Đấy, tức là trong video trước tôi có nói, chúng ta có thể nhịn ăn, vẫn sống tốt. Nhưng không thể thiếu nước trong vài ngày. Cơ thể nếu mất đi 1/10 lượng nước là đủ để rơi vào tình trạng nguy hiểm. Còn nếu mất đi 2/10 lượng nước trong cơ thể đã có thể dẫn đến cái chết rồi. Nếu không đủ nước thì quá trình hóa học lẫn vật lý bên trong cơ thể sẽ không thể xảy ra một cách bình thường được. Đấy, cho nên đến bệnh viện mà khi cấp cứu, bác sĩ hay cho chúng ta tiếp nước biển là vì thế. Gọi là nước biển nhưng mà chính là tiếp nước. Đấy. Chứ nếu mà một cơ thể mất nước thì thôi, coi như là tiêu luôn. Có 3 nguồn nước chính cho cơ thể. Thông qua đồ uống là 1. Đồ ăn là 2, tức là rau, củ, quả. Ngay cả những thức ăn khô cứng cũng có chứa tới 25% nước. Và nguồn thứ 3 rất quan trọng là lượng nước được sinh ra sau các phản ứng hóa học trong cơ thể. Khi cơ thể bị thiếu nước, nó sẽ phản ứng lại. Sự tiết chế của các tuyến nội tiết giảm, lượng nước bọt giảm, da khô đi và chúng ta cảm thấy khát. Khi ta thấy khát là tín hiệu của cơ thể báo rằng ta phải cung cấp nước cho nó ngay. Nếu để mất nước lâu sẽ dẫn đến các tình trạng đau đầu, các vấn đề thuộc thần kinh, não bộ, rồi hệ tiêu hóa. Tất cả đều sẽ có vấn đề nếu thiếu nước. Còn vị bác sĩ thứ tư là gì? Là thức ăn tự nhiên. Sức khỏe của bạn như thế nào hôm nay, ngày mai, tuần sau, tháng sau và 10 năm sau nữa? Tất cả đều phụ thuộc vào những gì bạn ăn. Bạn là tổng hợp của tất cả những gì mà bạn ăn. Trông bạn như thế nào, sức khỏe ra sao, tác động của thời gian ảnh hưởng lên bạn như thế nào, tức là cái độ già đấy, bị lão hóa đấy, tác động của thời gian, cũng đều phụ thuộc vào những gì bạn đã ăn, đang ăn và sẽ ăn. Mỗi một bộ phận trong cơ thể bạn, tóc, mắt, răng, xương, máu, thịt cũng đều được tạo nên từ thức ăn mà bạn ăn.
ngay cả nét mặt của bạn nữa. Bởi vì ăn đúng cách bạn sẽ khỏe mạnh. Công cuộc phục hồi cơ thể và sức khỏe phụ thuộc rất nhiều vào việc ăn uống của bạn. Các tế bào hoạt động có hiệu quả không cũng phụ thuộc vào việc ăn uống của bạn có lành mạnh hay không, đúng cách hay không. Vì mọi tế bào đều cần thức ăn tự nhiên để xây dựng nên các hormone khỏe mạnh. Thức ăn tự nhiên là gì? Là thức ăn không qua các khâu chế biến, tẩm ướp hóa chất hay thêm các phụ gia công nghiệp. Ngày nay, trẻ em khắp thế giới được cho ăn những đồ ăn công nghiệp độc hại và vô bổ nhiều hơn bao giờ hết. Đó là một trong những kết quả của ngành kinh doanh thực phẩm, dẫn đến việc trẻ em trở nên đau yếu, dễ bệnh tật, sức đề kháng kém và xuất hiện nhiều căn bệnh lạ lùng. Vị bác sĩ thứ năm, vị thứ bốn là ăn, vị thứ năm lại là nhịn ăn, lại ngược lại với vị bác sĩ thứ tư. Đấy. Nhịn ăn là một phương pháp chữa bệnh toàn diện đã được áp dụng lâu đời lắm rồi. Nó cũng là phương pháp bản năng chữa lành bệnh của những loài động vật hoang dã. Nhưng cần ý thức một cách rõ ràng rằng nhịn ăn không phải là một phương pháp để chữa một bệnh cụ thể nào đó. Mục đích của nhịn ăn là hướng dẫn cơ thể đến một sức khỏe mạnh hoàn toàn, đến sự cải cách và sự tự đổi mới của tất cả các chức năng lục phủ ngũ tạng. Sự đổi mới là một chức năng sinh học bên trong cơ thể. Nhịn ăn cho cơ thể nghỉ ngơi về mặt thể lực và thúc đẩy cơ thể tiến đến hoạt động khỏe mạnh hơn. Sự nhịn ăn có thể có theo dõi, có ý thức và đã được trang bị kiến thức một cách sâu sắc. Đó là con đường an toàn nhất để đi đến sức khỏe. Nhịn ăn là sự tập trung năng lượng của cơ thể vào việc làm sạch và làm khỏe các cơ quan chức năng. Nhịn ăn giúp cơ thể tự điều chỉnh và sửa lại chính mình. Những người đang cống hiến cuộc sống của mình cho công việc nghiên cứu khoa học nhịn ăn đã thực hiện hàng ngàn cuộc nhịn ăn để rồi mới kết luận được những tác dụng thần kỳ của phương pháp này đấy các bạn ạ. Kết quả của nó đã được thực nghiệm một cách rộng rãi và bài bản. Khi cơ thể hoàn toàn đói, các cơ quan bên trong đã được ghi nhận là làm việc hiệu quả hơn, tốt hơn. Các nhà tiên tri và tri thức thời cổ đại khi muốn làm khỏe tinh thần cũng tìm đến việc nhịn ăn. Họ biết rằng nhịn ăn làm cho trí thông minh trở nên sắc bén hơn và các khả năng trí lực được nâng cao hơn. Việc nhịn ăn làm hoàn thiện các cơ quan tiêu hóa, đặc biệt là gan. Gan thay đổi một cách rõ ràng nhất trong các cơ quan và tất cả chúng đều trở nên làm việc hiệu quả hơn sau mỗi kỳ nhịn ăn. Không một phương pháp làm khỏe nào lại có thể mang lại nhiều thay đổi tốt cho cơ thể của chúng ta như vậy đâu. Sau khi nhịn ăn, máu cũng lưu thông tốt hơn, sinh lực được tăng, thức ăn tiêu hóa tốt hơn, sức chịu đựng và sức lực ngày càng lớn hơn. Sức mạnh của lý trí cũng tăng đến mức nó có thể kiểm soát được hoàn toàn cơ thể mình.
Bây giờ nói đến vị bác sĩ thứ 6. Đó là các bài tập thể dục, khí công. Bất cứ thứ gì lâu không hoạt động cũng sẽ bị phủ một lớp rỉ. Cơ thể con người cũng vậy. Sức mạnh và sự phát triển của các cơ quan đều phụ thuộc vào cách hoạt động của chúng. Hay nói khác đi là cách chúng ta sử dụng chúng như thế nào. Khi chúng ta rèn luyện cơ thể mình, chúng ta làm cho chúng khỏe hơn, tức là làm cho các bộ phận lục phủ ngũ tạng khỏe hơn và nhiều sinh lực sống hơn. Khi chúng ta lười, không sử dụng các cơ bắp, thì các cơ quan trong lục phủ ngũ tạng trong cơ thể chúng ta sẽ yếu dần đi tới thời điểm không còn sử dụng được nữa. Các bài tập hàng ngày bắt máu phải lưu thông mạnh hơn. Còn ở những người máu không được chảy tự do thì máu đó sẽ không có những sự thay đổi cần thiết để giữ gìn sức khỏe. Các bài tập thể lực tích cực còn giúp cho việc bình thường hóa huyết áp, làm cho mạch đập khỏe hơn, máu lưu thông tốt hơn, tránh nguy cơ đau tim do máu bị đông hay nhồi cục. Vị bác sĩ thứ 7 đó là sự nghỉ ngơi đúng cách. Nghỉ ngơi ở đây không có nghĩa là ngồi sau bàn ăn và dùng một thứ thuốc uống nào đó như rượu hay cà phê hay chè thuốc. Không, sự nghỉ ngơi nên được hiểu là việc giải phóng hoàn toàn khỏi bất cứ hoạt động nào. Một sự thư giãn, bình yên. Nghỉ ngơi đúng nghĩa bao gồm cả việc tinh thần không vướng bận suy nghĩ, lo lắng, buồn phiền. Việc nghỉ ngơi đúng sẽ mang đến cho chúng ta sự tươi trẻ cả tâm hồn lẫn thể xác. Khi nghỉ ngơi, hãy giải phóng não bộ khỏi những bận tâm toan tính. Khi các cơ bắp và các dây thần kinh được nghỉ ngơi, tim bắt đầu làm việc chậm lại, hơi thở trở nên chậm và nhẹ nhàng. Điều này mang lại sự thư giãn sâu và nghỉ ngơi hoàn toàn. Một sự nghỉ ngơi tuyệt vời nữa là một giấc ngủ ngắn. Giấc ngủ ban đêm cũng mang lại sự phục hồi tốt nhất. Nếu bạn dùng những đồ uống chứa chất kích thích nicotine trước khi đi ngủ thì bạn sẽ không được nghỉ ngơi hoàn toàn, vì các dây thần kinh luôn ở trong tình trạng bị kích động. Sự nghỉ ngơi nên được thực hiện sau các hoạt động thể lực và trí lực. Không ai có thể nghỉ ngơi một cách hoàn toàn. Khi uống các viên thuốc ngủ, không loại thuốc nào có thể mang lại một giấc ngủ bình thường, khỏe mạnh, sâu và sự hài lòng tươi trẻ. Cuộc sống giờ đây chỉ còn là một sự vội vã. Vậy thì chúng ta vội vã đi đâu? Đi đến bệnh viện hay đến bãi tha ma? Hãy phát triển trong mình cảm giác của thiên nhiên. Một trong những ý nghĩa của video này là lời kêu gọi
sống một cuộc sống phù hợp với tự nhiên hơn nữa. Trong thức ăn, quần áo, nghỉ ngơi, giấc ngủ và những thói quen đơn giản nhất của cuộc sống, hãy cố đạt đến mức gần với thiên nhiên. Hãy bắt đầu sống như thiên nhiên mong muốn, và bạn sẽ biết được rằng bạn là một phần của cả trái đất này. Hãy giao số phận mình vào tay thiên nhiên và hãy tin tưởng nó. Nếu bạn sống ở thành phố, hãy cho phép mình ra khỏi thành phố hay ra bãi biển, nơi bạn có thể nghỉ ngơi một cách thực sự, thư giãn và lấy lại tinh thần, phong độ cho mình. Thư giãn có nghĩa là thả lỏng toàn bộ các cơ. Đó là một việc làm đáng giá. Bây giờ tôi nói đến vị bác sĩ thứ 8. Đó là gì? Đó là tư thế đúng. Khi các bắp cơ của bạn còn đủ mạnh, chúng có thể giữ được xương sống không cần bất cứ sự căng thẳng cố sức nào. Còn giờ đây, các cơ của bạn đã yếu đi trong cuộc đấu tranh với trọng lượng. Có thể do sự già đi trước tuổi, sự thừa cân hay không biết thả lỏng các cơ. Nếu bạn cảm thấy đau lưng, thì bạn cần làm cho các cơ rắn chắc lại, sửa lại đúng tư thế cho những hành động đi, đứng, nằm, ngồi của mình. Khi ngồi, hãy chú ý sao cho xương sống được thẳng, bụng thóp lại và vai vươn ra hai bên, đầu nâng cao, tay có thể gập lại hoặc để trên đùi. Đấy là tư thế ngồi đúng. Còn khi đi, thế nào? Tư thế thế nào là đúng? Hãy định hướng bước đi theo đường trung bình của lồng ngực. Điều này làm cho dáng đi được dài và uyển chuyển. Bước đi uyển chuyển, dài và đều đặn có thể tạo ra năng lượng cho cơ thể. Các thói quen rất nhỏ như vậy sẽ tạo nên hoặc phá hủy chính chúng ta. Chính vì vậy mà thói quen giữ đúng tư thế sẽ giúp ta hình thành một thân hình đẹp đẽ và khỏe mạnh. Nên nhớ, đừng bao giờ ngồi đặt chân này lên chân kia, vì nó sẽ làm tắc nghẽn một vài động mạch cần thiết để nuôi chân đấy. Khi các cơ không nhận đủ thức ăn, chân sẽ bị yếu đi, tuần hoàn máu trong chúng trở nên chậm chạp. Vậy cách ngồi tốt nhất là thẳng lưng và đặt chân xuống sàn. Bất cứ tư thế sai nào cũng có thể dẫn đến mỏi lưng và mỏi vai. Cách dễ nhất để ghi nhớ là hãy ngồi thẳng, đứng thẳng, đi thẳng và không bao giờ gác chân lên nhau. Hãy tập chúng thành thói quen nhỏ nhưng rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe của bạn đấy. Vì khi cơ thể luôn trong tình trạng thẳng thì các cơ quan quan trọng bên trong cũng luôn được ở đúng vị trí của chúng và chúng sẽ thực hiện tốt các chức năng của chúng.
hãy tập cho đi, đứng, ngồi thẳng trở thành một thói quen. Bây giờ đến vị bác sĩ cuối cùng, bác sĩ thứ 9. Đấy, con số 9 rất quan trọng, nên để lại bác sĩ cuối cùng rất quan trọng. Đó là lý trí. Thân thể, lý trí và tâm hồn là ba ngôi vị của mỗi con người, đều có chức năng là và tầm quan trọng riêng, nhưng như nhau tạo nên khối thống nhất làm nên con người chúng ta. Cơ thể là một khối thống nhất của các đơn vị tế bào riêng rẽ. Chúng tuy độc lập nhưng cũng liên kết với nhau chặt chẽ đến mức mà một đơn vị không thể tồn tại nếu tách rời khỏi tổng thể. Nói đơn giản, ví như chỉ một ngón chân bị hoại tử thì cả cơ thể sẽ cảm thấy đau đớn, chứ không chỉ mỗi ngón chân thấy đau đâu. Và bên cạnh cái đau, người đó còn trở nên mất vị giác, ăn không ngon, đau đầu, thấy lạnh, run và rất nhiều triệu chứng tệ hại khác, dù cho ngón chân chỉ là một phần rất nhỏ của tổng thể con người. Hãy trau dồi một tâm trạng tích cực cho tinh thần, vì suy nghĩ tiêu cực có khả năng tác động phá hủy lên từng tế bào của cơ thể. Ví dụ như nỗi sợ hãi có thể sinh ra những lo lắng, trầm uất, khủng hoảng tinh thần, giận dữ, tâm trạng thù địch hay thương hại chính mình. Những suy nghĩ này rất có hại cho cơ thể vì nó tạo ra những căng thẳng lên cả thân thể lẫn trí óc, dẫn đến sự mất năng lượng, hoạt động bất ổn và bị đầu độc một cách nhanh hoặc chậm mà thôi. Suy nghĩ tiêu cực là mảnh đất sinh ra những chất độc hại cho cơ thể đấy. Hãy suy nghĩ tích cực, mang lại đến sự yên bình, giúp trí não có thể tháo gỡ những khúc mắc và có nhiều năng lượng hơn để chống lại những suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tích cực giúp trí óc làm chủ thân thể tốt hơn. Hãy tin vào sức mạnh của những suy nghĩ tích cực. Đừng bao giờ cho phép suy nghĩ tiêu cực ngự trị lý trí bạn. Nếu bạn biết sống theo nguyên tắc này, bạn biến não thành nơi sản sinh ra những suy nghĩ sáng tạo không ngừng. Đừng bao giờ quên ba ngôi vị làm nên con người bạn: tinh thần, tức là tâm hồn đấy, lý trí và thân thể. Chỉ khi lý trí và thân thể đạt đến sự hài hòa thì bạn mới có thể đạt được những mục đích cao cả hơn của tinh thần. Hãy tiếp nhận sự giúp đỡ của 9 vị bác sĩ tự nhiên nói trên để mang lại cho bạn sức khỏe như bạn muốn nhé. Mục đích của video này là giúp bạn tìm ra con đường để đi theo các quy luật của cuộc sống. Nếu như chúng ta làm theo các quy luật của tự nhiên về ăn uống, bảo vệ sức khỏe, thì chúng ta sẽ được cứu thoát khỏi những đau đớn của bệnh tật, đạt được một sức khỏe tốt, sống thật lâu một cuộc sống tuyệt diệu. Sự tự bảo vệ, tự điều chỉnh là một quy luật tuyệt vời của thiên nhiên. Nếu chúng ta muốn sống một cuộc sống lâu dài, sôi động và hạnh phúc, chúng ta phải làm việc cùng với thiên nhiên, chứ không phải chống lại nó. Nếu như bạn định bẻ gãy các quy luật tự nhiên của nó sẽ bẻ gãy chính bạn đấy.
các quy luật của tự nhiên chính là các quy luật chân chính, sống theo chúng bạn sẽ có được sức khỏe tuyệt vời. Bạn cần phải làm cho mình sung sướng khi ăn các món ăn của tự nhiên, uống nước sạch, hít thở không khí trong lành và tắm mình trong ánh nắng mặt trời buổi sớm nhé. Tất nhiên, người ta rất dễ cười nhạo những người sống theo khẩu hiệu trở về với thiên nhiên. Nhưng cứ để họ cười nhạo, có vấn đề gì đâu, nếu bạn mới là người có thể luôn mỉm cười sau cùng. Hãy trở thành một người mạnh mẽ và đầy năng lượng. Không nên chỉ mong muốn sức khỏe mà còn phải hành động, và hành động ngay đừng chù trừ gì cả. Hãy bắt đầu ngay từ hôm nay nhé. Xin chào tạm biệt cả các quý vị và các bạn. Xin hẹn đến video sau. Xin cảm ơn và mong rằng các bạn sẽ subscribe, sẽ like và sẽ xem tiếp tục các comment cho vào cái video của chúng tôi. Cảm ơn các thầy và các bạn. Xin chào.